Đây là chiếc máy livestream đầu tiên có mặt tại Việt Nam và hãy cùng mình khám phá ngay xem có điều gì hay nhé. Điều đặc biệt của chiếc máy này đó là toàn bộ ngôn ngữ sử dụng của nó đã được chuyển sang tiếng Việt. Để điều khiển được nó thì các bạn có thể điều khiển trực tiếp trên màn hình hoặc cũng có thể điều khiển thông qua ứng dụng trên điện thoại khi các bạn livestream nhé. Tổng quan phía trên sẽ là một chiếc đèn RGB với rất nhiều màu sắc để các bạn có thể tùy chỉnh. Phía giữa sẽ là một camera cảm biến của Sony có thể quay được 75 độ. Phía dưới sẽ là một màn hình 15,6 inch để các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh khi livestream. Phía sau sẽ là vô vàn các cổng kết nối để các bạn có thể chuẩn bị cho một livestream ổn định nhất có thể. Điều đầu tiên mà mình có thể cảm nhận được đó là khả năng xóa phông cực kỳ tốt của sản phẩm này. Máy livestream sẽ hỗ trợ chèn phông nền bằng hình ảnh cũng như là video vào phía sau của bạn. Sau đó thì các bạn có thể chèn video hoặc là chèn hình ảnh sản phẩm khi các bạn livestream đến sản phẩm đó. Vậy nên không cần thiết phải có sản phẩm trong tay thì các bạn vẫn có thể giới thiệu sản phẩm một cách dễ dàng rồi. Một vài ưu điểm có thể nói đến ở chiếc máy này đó là màn hình rộng, camera nét, có thể dùng wifi hoặc mạng LAN nếu muốn đường mạng trở nên ổn định. Tản nhiệt của máy cũng rất tốt nên các bạn có thể bật live cả vài ngày mình nghĩ cũng không sao đâu. Ngoài ra thì phần mềm live trong máy cũng hỗ trợ nhiều tác vụ để các bạn livestream như chèn hình ảnh, chèn video, hỗ trợ phần mềm đọc chú thích, kết nối với TikTok cũng như là các mạng xã hội để có thể trực tiếp đọc comment tại đây. Mình nghĩ ngoài việc livestream thì các bạn cũng có thể sử dụng chiếc máy này để làm các video dạng dọc kiến thức thì khá ok nha. Nói về khuyết điểm thì chiếc máy này tính cơ động của nó rất kém, các bạn chỉ có thể đặt nó trên bàn hoặc là trên một mặt phẳng nào đấy. Thiết bị này cũng không có sẵn pin và các bạn sẽ phải cấp nguồn 12V cho nó nếu muốn mang ra ngoài trời live. Giá thành của sản phẩm thì mình thấy bây giờ cũng khá tốt cho người Việt rồi. Bên này mình thấy họ bán cũng chỉ loanh quanh 20 triệu mà thôi.